Cũng trong hôm nay, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an huyện Di Linh cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 100 kg pháo các loại. Trước đó, tổ công tác công an huyện Di Linh đã tiến hành theo dõi và phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Viễn, sinh năm 1983, ngụ tại Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51C-74002 tại địa bàn thôn 2, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trên xe 11 thùng cà tông. Bên trong có hàng trăm hộp pháo các loại do nước ngoài sản xuất. Tổng số lượng pháo là 105,2 kg, gồm pháo que, pháo cây, pháo tầm giác kích điện. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đình Viễn khai nhận mua số pháo trên tại thành phố Hồ Chí Minh và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Lực lượng chức năng huyện Di Linh đã tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật đối với đối tượng Nguyễn Đình Viễn, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định. Được biết, đây là vụ vận chuyển pháo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nên Tuấn Anh điều khiển xe sang phần đường bên trái để tránh xe tải phía trước, thì tông vào xe ô tô khách biển kiểm soát 49H5752 đi theo hướng ngược lại, làm một người chết, 6 người bị thương, với tổng tỷ lệ thương tật là 216%.